Sau khi cơn bão số 3 đi qua, là đến hoàn lưu bão gây mưa lớn kéo dài, dẫn đến tình trạng sạt lở đất, gây vùi lấp nhà cửa và nhiều người thiệt mạng. Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, tổng hợp sơ bộ thiệt hại đến trưa ngày 16 tháng 5, trên toàn huyện có 23 người chết, 11 người mất tích, 19 người bị thương, khiến 14 cháu bé trở thành trẻ mồ côi, trong đó có 5 cháu từ 10 đến 13 tuổi, còn lại 9 cháu đều dưới 10 tuổi. Đặc biệt có 2 cháu dưới 4 tuổi mất cả cha lẫn mẹ, hiện đang ở với người thân. Chia sẻ với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam, bà Hằng Thị Dung, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Hà, cho biết, với trường hợp 14 cháu trở thành trẻ mồ côi sau đợt bão lũ vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Hà cũng đã tổ chức đi thăm hỏi, động viên các cháu, đồng thời hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm cho các cháu và gia đình. Chúng tôi cũng chỉ đạo các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã theo dõi sát sao tình hình của các cháu. Về tương lai lâu dài, thì chúng tôi cũng phải tính phương án tìm cha mẹ đỡ đầu cho các cháu, để các cháu đỡ bị thiệt thòi. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai cũng đã chuyển kinh phí hỗ trợ để lo cho các cháu. Ngoài ra thì các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ chúng tôi sẽ phải bàn bạc với các gia đình, người thân các cháu để có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ về lâu về dài cho các cháu. Về phía địa phương, ngay sau khi có các thiệt hại về người và tài sản, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách, huy động các lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất. Huyện Bắc Hà đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, các lực lượng tập trung cao công tác tìm kiếm người mất tích với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao nhất tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn đối với những người còn mất tích, cứu chữa cho người bị thương. Huyện đã thành lập 3 tổ cơ động hỗ trợ ứng phó khắc phục thiên tai tại các xã Nậm Lúc, Nậm Khánh, Bản Liền, Bản Cái. Duy trì trực 24 trên 24 giờ, tổ chức họp ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để hiệp đồng, chỉ đạo thực hiện phương án khắc phục hậu quả thiên tai. Hỗ trợ các gia đình có người chết, người bị thương với tổng số 485 triệu đồng. Trong đó, gia đình có người chết nhận hỗ trợ 25 triệu đồng trên người, người bị thương nhận hỗ trợ 5 triệu đồng luôn người. Đối với các trường hợp người bị mất tích, 11 người, đến nay còn 8 trường hợp mất tích ở thôn Nậm Tông, Nậm Lúc, 2 trường hợp thôn Kho Vàng, Cốc Lầu, 1 trường hợp thôn Đội 2, Bản Liền. Do khối lượng sạt lở đất lớn, các trường hợp bị trôi sông khó tìm, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ, huyện chỉ đạo tiếp tục duy trì các lực lượng đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Đối với các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện đã chỉ đạo huy động các phương tiện máy xúc, máy ủi và các phương tiện cần thiết hiện có của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện để thực hiện hót sạt, thông tuyến tạm thời. Đối với 1.097 hộ trên 4.486 nhân khẩu phải di chuyển đã thực hiện bố trí điểm ăn ở tập trung tại các điểm trường, trạm y tế, đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà đã cấp bổ sung kinh phí với số tiền 2 tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để thực hiện công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.